Theo nhà tâm lý học Daniel Goleman, trí tuệ thông minh cảm xúc hay còn được gọi là EQ được cấu thành bởi 5 yếu tố: sự thấu cảm, sự tự nhận thức, khả năng thấu hiểu, kỹ năng xã hội và động cơ bên trong. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có trí tuệ thông minh cảm xúc cao thường có xu hướng hoạt động tích cực hơn ở trường học và vì thế cũng sẽ đạt được điểm số cao hơn đối với những người trưởng thành. Những người có trí tuệ thông minh cảm xúc cao thì thường sở hữu những mối quan hệ tích cực và thường có xu hướng suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống và chính công việc của mình. Chính Goleman cũng từng thừa nhận rằng 80% sự thành công của những nhà lãnh đạo xuất phát từ EQ. Bởi vậy, cũng giống như EQ, trí tuệ thông minh cảm xúc của con người còn không phải là thiên bẩm mà có thể cải thiện được nhờ môi trường, sự giáo dục của cha mẹ và sự rèn luyện của chính bản thân trẻ. Những cuốn sách về phát triển chỉ số EQ hay là bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ, bởi vậy gần đây đều được các cha mẹ vô cùng quan tâm. Hôm nay chúng mình sẽ cùng giới thiệu tới các bố mẹ 5 bộ sách hay nhất về phát triển EQ cho trẻ. Bộ sách phát triển EQ, EQ đầu đời cho bé. Con không chịu đánh răng. Con không biết chia sẻ đồ chơi với bạn. Con hay quên những đồ vật cá nhân. Có quá nhiều vấn đề khiến bố mẹ lo lắng khi trẻ bắt đầu bước vào độ tuổi lên 2, độ tuổi mà trẻ có rất nhiều sự thay đổi về tâm lý cũng như nhận thức. Nhưng hãy khoan bàn tới từ khủng hoảng. Tại sao bố mẹ không tận hưởng những phút giây đáng nhớ ấy trên hành trình lớn lên của con? Bằng tất cả sự hài hước, ngộ nghĩnh và cả những xúc động thân thương, bộ sách phát triển EQ, EQ cho bé là người bạn rất thú vị để bố mẹ đọc cùng bé mỗi ngày. 8 câu chuyện nhỏ cùng tranh vẽ dễ thương là 8 bí kíp giúp trẻ tự mình học cách tự lập, học cách chung sống một cách thật nhẹ nhàng. Bộ sách gồm 8 cuốn, gồm 8 chủ đề hữu ích. Rèn luyện trí nhớ, bé Bi đừng quên nhé. Nhận biết sự tương phản. Học về các loài vật. Biết quý trọng tình bạn. Bé vệ sinh răng miệng. Bồi dưỡng tình thân. Những bài học đầu tiên. Và bé rèn luyện trí thông minh. EQ, EQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ. Những ai đã làm mẹ đều biết sẽ có những lúc cảm thấy rất bực mình vì con cáu kỉnh, không nghe lời, thậm chí là quăng đồ đạc, nói chào người lớn thì không nghe, hay như khóc quấy để mè nheo đi chơi. Những lúc như vậy, các mẹ nóng tính thậm chí có thể dùng đòn roi để trẻ phải ngoan ngoãn trong chốc lát. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề, chúng ta cần nhiều thời gian và đặc biệt là những bài học để rèn luyện tính cách cho trẻ. Với 8 cuốn sách nhỏ sẽ là những gợi ý hữu hiệu cho các mẹ với nhiều ưu điểm. 8 cuốn sách được chia làm 4 chủ đề phù hợp với những bài học cảm xúc của trẻ. Mỗi cuốn sách gồm rất nhiều những mẩu chuyện nhỏ, đủ để mỗi ngày trong tuần bé đều có một câu chuyện để mẹ đọc cho bé nghe. Hình ảnh thì rất là sắc nét. Câu từ ngắn gọn, dễ hiểu. 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ, phát triển chỉ số EQ. Đọc chuyện trước giờ đi ngủ cho con không chỉ là đưa con vào giấc ngủ một cách dễ dàng và êm ái, mà còn giúp trí não của con phát triển, giúp con thông minh hơn, lương thiện hơn và biết quan tâm yêu thương mọi người. 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ, những câu chuyện phát triển chỉ số EQ là lựa chọn sáng suốt để bố mẹ cùng con đọc sách mỗi tối. Những ý nghĩa nhân văn tốt đẹp trong mỗi câu chuyện sẽ là tài sản tinh thần to lớn, giúp ích cho các bạn nhỏ trong suốt cuộc đời. Cảm giác mỗi tối được nằm cạnh con và cùng kể cho con một câu chuyện hay trong cuốn sách này sẽ rất là tuyệt vời đối với cả mẹ và bé. Gà con lon ton. Gà con lon ton là một bộ sách tranh về quản lý tâm trạng dành cho trẻ nhỏ trong độ tuổi mầm non. Mỗi cuốn sách vừa có hình vẽ siêu đẹp như truyện cổ tích, lại có những trò chơi tương tác, học tiếng Anh đơn giản và bài học đáng yêu cho cả bé và cha mẹ cùng khám phá. Bộ truyện gồm 18 tập kể về những tình huống hài hước mà ý nghĩa trong cuộc sống thường nhật của bạn gà siêu đáng yêu. Đôi khi bạn gà con cũng có nhiều điểm chưa lễ phép, nhiều lúc bất cẩn, rất giống với các bạn nhỏ. Và ở tình huống nào, bố mẹ gà cũng luôn ở bên để trò chuyện và giúp đỡ để gà con hiểu ra những điểm chưa được của mình. Mỗi câu chuyện không chỉ mang lại thật nhiều nụ cười cho các bạn nhỏ mà còn mang lại những bài học cho nhỏ dành cho bố mẹ nữa đấy.
những cuốn sách thần kỳ của Filiozat, Cảm xúc tích cực đẩy lùi buồn bực. Trong cuốn sách Cảm xúc tích cực đẩy lùi buồn bực chứa rất nhiều bài tập thực hành vui vẻ, hữu ích, giúp các bạn nhỏ có thể nhận diện được cảm xúc của mình, điều chỉnh theo hướng tích cực, rèn luyện sự tự tin và chủ động. Niềm vui từ những cuốn sách không chỉ là những bài tập vui nhộn mà còn đến từ những điều thú vị hơn thế. Sách chứa nhiều bằng chứng nhận đã hoàn thành xong một kỹ năng nào đó, hoặc có thể cắt dán những bức vẽ các bạn nhỏ đã kỳ công tô như một món quà tặng hữu ích. Đặc biệt hơn nữa, bộ sách cũng giống như một cuốn nhật ký nhỏ, con có thể nhận diện cảm xúc của mình, có thể chia sẻ những bí mật dưới những hướng dẫn cụ thể, dưới dạng núi hình, vẽ tranh và sắp xếp thứ tự. Đặc biệt hơn nữa, cuốn sách cũng giống như một cuốn nhật ký nhỏ dành cho con có thể thấu hiểu được cảm xúc của mình và thể hiện điều đó qua những trò chơi có trong cuốn sách như là núi hình, vẽ tranh.